Xin chào các bạn, mình là MC Sở Nguyên Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo của Nhân chứng sống Chủ đề của ngày hôm nay tiếp tục là chuyện ma ở khách sạn Đây là những câu chuyện mà mình đã siêu tập được Từ những người trực tiếp trải qua những hiện tượng lạ kể lại Câu chuyện đầu tiên xảy ra ở thành phố Đà Lạt Của một bạn có tên là Hương bà ấy có kể lại như sau. Chúng tôi đến Đà Lạt không vào mùa cao điểm với mục đích nghỉ dưỡng nên chỉ chọn đi ngày thường. Đặt nghỉ ở một khách sạn 4 sao gần trung tâm thành phố. Khách sạn khá đẹp và bề thế. Đoàn chúng tôi gồm 8 người, chia làm 4 phòng, được bố trí ở lầu 3. Sau khi đã nhận chìa ở quầy lễ tân thì mọi người tự lên phòng. Riêng tôi và cô bạn cùng phòng thì được anh nhân viên đi theo để hỗ trợ mở cửa. Lúc đầu, tôi nghĩ chắc vì thấy hai đứa tôi già nhất đoàn nên mới được khách sạn ưu tiên. Khi ba người lên tới nơi, thì anh ta đứng chờ trước cửa phòng, nhưng không mở mà dùng tay gõ vào cánh cửa mấy cái rồi đứng chờ. Lúc này, tôi lại tưởng có người đang dọn phòng, nên anh ta gọi. Chờ được ít phút sau, anh ta bắt đầu mở cửa, nhưng khi cánh cửa mở ra bên trong hoàn toàn không có ai sau đó anh ta lại theo vào bên trong và gõ tiếp vào cánh cửa toilet nằm bên trái sát với cửa ra vào mấy cái rồi mới trao chìa lại cho chúng tôi vào phòng tôi ngã ra giường nằm nghỉ được một lúc tôi ngồi dậy định đi tìm đôi dép để mang khi nhìn lên kệ thì không thấy có đôi dép nào vừa lúc cô bạn ở toilet đi ra đang mang một đôi tôi mới nói phòng có hai người mà chỉ có mỗi một đôi dép bạn tôi mới nói hình như có thấy một đôi để ở cửa tôi nhìn ra thì thấy đúng là có một đôi để ở đó nhưng lạ cái là nó lại được đặt chồng lên nhau như hình chữ thập cũng không mấy quan tâm nên tôi đến lấy mang vào rồi đi xếp hành lý đêm đó có lẽ vì đi đường quá mệt nên hai đứa tôi ngủ rất ngon sáng hôm sau Đoàn chúng tôi tập trung ở hành lang chở nhau đi ăn sáng. Cô bạn tôi loay hoay khóa cửa nên đi sau. Bỗng dừng, nó bị ngã bổ về phía trước và vào cô em tôi một cái khá mạnh như kiểu bị vấp. Nó ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu thế nào là bị vấp trong khi cái nền hành lang thì bằng phẳng. Buổi tối khi trở về phòng, tôi lại thấy đôi dép được người dọn phòng đặt ngay ở cửa, vẫn với hình chữ thập cảm thấy lạ nhưng vì mệt quá Nên tôi đi nghỉ sớm Không biết được bao lâu Tôi bỗng nghe thấy xung quanh mình Rất ồn ào như có ai đó đang nói chuyện Tôi cố gắng nghe Nhưng không nghe được gì Tôi muốn mở mắt nhưng không thể mở nổi Người cứ nửa mê nửa tỉnh Đến khi tôi nghe thấy có tiếng kéo màn Thì tôi mới tỉnh hẳn Mở mắt ra Tôi thấy cô bạn đang kéo tấm rèm cửa sổ nhìn ra ngoài tôi bột miệng hỏi nó sao không ngủ mà nhìn ra làm cái gì nó trả lời không ngủ được vì nghe thấy có tiếng gõ cửa nên ra xem thấy vậy tôi thức theo rồi đi pha nước hai đứa cùng uống nói chuyện được hơn tiếng thì đi ngủ lại lên giường nằm thiếp đi được một lúc tôi cảm giác người mình như đang bị tuột về sau hệt như cái nệm bị lúng tôi cố gắng trườn lên trước nhưng vẫn cứ bị tuột Bỗng dưng Tôi thấy chân mình bị nhấc lên cao Rồi thả mạnh xuống giường Làm tôi choáng tỉnh Mở mắt ra Tôi thấy mình đang nằm sát mép giường Tí nữa thì rơi xuống đất Kiểm tra lại mọi thứ đều bình thường Nệm không còn lún Tôi cố hình dung lại mọi việc Cảm giác có gì đó rất lạ Bật điện thoại lên Đã là 3 giờ 25 phút Không ngủ được nên tôi mở điện thoại ra xem Bỗng dừng Cô bạn nằm giường bên U ơ mấy tiếng Rồi ngồi bật dậy Mặt mày hoảng hốt Tôi hết hồn Chạy qua hỏi nó Sao vậy? Nó bảo là bị khó thở Tôi thấy người nó lạnh ngắt Nên lấy dầu Thoa đánh gió cho nó Làm xong đã gần 5 giờ sáng Nên là thức luôn Buổi sáng Tôi vào phòng vệ sinh làm đẹp thì phát hiện ra ở góc gương bên trái có một cái dấu thập được vẽ bằng vôi trắng. Tôi bắt đầu thắc mắc sao lại có sự trùng hợp về ký hiệu như vậy. Không lẽ là có vấn đề. Nhưng cũng không biết ra sao nên đành bỏ qua. Sáng hôm đó, khi đã vào phòng ăn ở tầng trệt, tôi mới nhớ ra còn bỏ quên cái ví trong phòng nên trở lên lấy. Tôi đi thang máy một mình lên lầu 3. Sau khi lấy đồ xong, trở ra Thì vì không quen với loại khóa điện tử Nên tôi khóa hơi lâu Ra đến hành lang Bỗng nhiên tôi bị ai đó từ phía sau xô tới Làm tôi ngã chúi nhụi xuống dưới đất Tôi quay người nhìn ra sau thì không thấy có ai Như có cái gì đó mà không rõ Chờ hết bảng hòa Thì tôi nghe thấy có tiếng hát nho nhỏ vang vẳng vang lên Tôi đưa mắt nhìn quanh cả một dãy hành lang Vắng lặng không một bóng người chỉ có mỗi mình tôi thì tiếng hát từ đâu mà ra nổi hết cả gai ốc tôi hoảng quá đâm đầu chạy về hướng thang máy cũng may thang vẫn còn ở đó tôi nhanh chân chạy vào bấm nút trở xuống tầng trệt vì quá hoang mang nên tôi không để ý lúc thang di chuyển đến khi thang dừng lại tôi bước ra thì thấy không phải là tầng trệt mà là lầu bốn thế là tôi lại trở vào đi tiếp. Không biết lúc này do trời lạnh hay là do thần tính nhát thần hồn mà tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, người cứ có cảm giác rợn rợn. Thang máy cứ đi rồi dừng hai ba lần mà vẫn chưa xuống được tầng trệt mà không có ai vào. Trời ơi. Đến lúc này tôi quá sợ, miệng cứ lầm nhẩm đọc kinh. Mắt nhắm lại mỗi khi thang di chuyển và chỉ mở ra khi thấy thang dừng may mắn cho tôi là cuối cùng thang máy cũng đã dừng được ở tầng trệt với tôi đây là chuyến đi thang máy đầu tiên kinh dị nhất trong đời mà tôi từng gặp suốt ngày hôm ấy tôi không dám kể với ai về những gì tôi đã gặp tôi sợ làm ảnh hưởng đến chuyến đi chơi của mọi người mà cũng không biết mình có nhầm lẫn gì không nên tôi chọn cách im lặng tối đó mọi người rủ nhau đi chợ đêm Tôi và cô bạn không đi Nên lên phòng nghỉ trước Chắc do đi bộ cả ngày thấm mệt Nên tôi chìm nhanh vào giấc ngủ Tôi không biết mình ngủ được bao lâu Thì chợt tỉnh Vì nghe thấy có tiếng gõ cửa Đình ninh là mấy đứa em đi chợ về Nên tôi bước xuống giường ra mở cửa Nhưng khi mở cửa ra rồi Thì chẳng có ai bên ngoài Tôi bật điện thoại ra xem Đã là 3 giờ 10 phút Giờ này thì làm gì còn ai đến Quay sang định đóng cửa lại Bỗng nhiên Tôi nghe thấy bên tai Có tiếng hát nho nhỏ cất lên Má ơi Đúng là cái tiếng hát Mà tôi đã nghe vào buổi sáng Không còn hồn vía Tôi sập nhanh cánh cửa Phóng lên trên giường con bạn Kéo cái chăn của nó trùm lên đầu Làm cho nó thức giấc Nhìn thấy tôi run như cầy sấy Nó như hiểu được điều gì Nên không hỏi mà là để cho tôi nằm kẻ tới tận sáng. Hôm sau, khi đã ra khỏi khách sạn, tôi gọi điện cho con bạn có am hiểu về lĩnh vực tâm linh. Tôi kể cho nó nghe hết mọi chuyện, xong rồi nó phải về tôi. Là phòng tôi ở chắc chắn từng có người chết. Theo lời nó nói thì mấy cái dấu thập mà tôi thấy thực chất là dấu phong ấn dùng để đóng cửa âm dương không cho người chết vào. Rồi nó bảo tôi phải đổi phòng Nếu không muốn rắc rối Tôi nghe xong Mà muốn bỏ đi luôn Lúc này tôi mới hỏi cô bạn chung phòng có gặp chuyện gì không Thì nó nói Là nó thấy từ hôm đầu Nhưng không nói vì sợ sẽ làm ảnh hưởng Tới chuyến đi chơi Lúc nó đang lim dim Thì bị kéo chăn Rồi giật chân mà cảm giác rất lạnh Sau đó cứ nghe thấy tiếng gõ liên tục vào cánh cửa sổ sát giường Khi cho nó không sao ngủ được Nên mới dậy xem Đỉnh điểm là nó bị nghẹt thở như có ai đó đè lên cổ Nên nó mới cố giật người trồm dậy Khi này thì nó biết chắc đã có vấn đề Nên đọc kinh rồi khẩn xin cho được ở lại vài đêm Thì hết bị Nghe xong Tôi nghiệm lại mọi thứ Thì biết chắc rằng mình đã gặp được thứ gì đó cũng may tối nay Đoàn tôi sẽ trở về thành phố Nên cũng không cần đổi Lúc chuẩn bị về Con bạn ở thành phố gọi lên dặn tôi Dọn hành lý xong Thì di chuyển cho nhanh Đừng có lề mề chậm chạp Làm nó ngứa mắt Nó xô cho phát nữa Coi như bể luôn mỏ Xuống tới sảnh khách sạn Ngồi chờ xe đến đón Tôi đưa mắt nhìn mông lung ra cửa Bên ngoài trời đã tối thành phố Đà Lạt chìm dần trong sương. Bỗng dưng, tôi phát hiện cánh cửa lớn của khách sạn cứ chốc chốc lại mở ra khép vào như có người đang sử dụng mà tuyệt nhiên không hề có một ai ở đó. Tự dưng tôi thấy tiếc một cái khách sạn đẹp và bề thế như vậy lại ẩn chứa nhiều điều huyền bí. Tôi chắc rằng mình sẽ không bao giờ trở lại đây vì những gì tôi đã gặp để lại cho tôi một dấu ấn không thể nào quên được. Sau khi về thành phố, tôi có hỏi trong đoàn xem có ai bị giống mình không thì mọi người đều nói có thấy nhiều điều lạ nhưng cùng chung một điều là khó ngủ vì nghe thấy rất nhiều tiếng ồn và cả tiếng động nhưng nặng nhất chắc là hai đứa tôi đi nghỉ dưỡng không thấy khỏe mà về còn đổ thêm trận bệnh vì cái tội đi đã mệt lại còn mất ngủ mấy đêm tôi cảm thấy rất oải sẽ đến với câu chuyện của một Facebook tên là Ngọc. Bạn có kể lại, chuyện xảy ra cách đây 11 năm. Khi đấy, bạn mới học lớp 7. Hè năm đó, mình cùng với mẹ, em mình và cô bạn của mẹ cùng đi du lịch Đà Lạt. Tụi mình đến Đà Lạt ở một khách sạn trong một con hẻm cụt gần chợ. Khi tụi mình đến nhận phòng, mình là người mở cửa phòng bước vào đầu tiên. Vừa bước vào Mình đã ngửi thấy mùi ẩm mốc Giường bụi mặn Mà chạm vào đen cả ngón tay Như lâu rồi không có người ở Tường trắng Như có vết gì đó màu đỏ loang lổ tivi đời xưa Trong khi khách sạn có vẻ mới và khang trang Tủ gỗ thì bị hỏng cửa Gương trong nhà vệ sinh Thì bị vỡ góc Và buồn cầu có nước gì đó màu đỏ Mình sợ nên bảo mẹ là đổi phòng Nhưng nhân viên nói hết phòng nên mẹ mình mới kêu mình ở đỡ khi nào có phòng mới thì đổi mình thì cũng đành phải chấp nhận lúc đi ăn sáng em mình mới kể lúc nó ngủ nó thấy có một cái bóng đen đứng gần nó giật cái chăn rồi đẩy nó ngã xuống đất mẹ mình thì nghe vậy nhưng vẫn không tin vào chuyện ma quỷ kêu em mình là nằm mơ mà thôi tới lượt trưa hôm đó mẹ mình mơ thấy có một đám người xăm trổ vác mã tấu vào đập phá đuổi tụi mình đi. Mẹ mình bắt đầu sợ, kêu cả phòng dậy đi chơi, nhưng cô bạn của mẹ cứ nằm im ngủ không trả lời. Mẹ mình nghĩ là ngủ say nên không kêu nữa. Thế là chỉ có ba mẹ con mình đi. Tối về, thấy cô bạn của mẹ mình đứng chờ ở trước cửa khách sạn. Mình mới hỏi sao không ở trong phòng mà ra ngoài đứng trời lạnh. Cô nói Lúc thấy mẹ con tụi mình thay đồ chuẩn bị đi Cô cũng muốn đi Nhưng cử động không được Nói cũng không ra tiếng Đến khi mẹ con mình đóng cửa Thì có bóng đen giật chăn Rồi đuổi đi Bảo không được ở phòng đó Rồi một lúc còn bóc cả cổ cô Cô niệm chú một lúc thì mới hết Sợ quá nên cô quyết định Bỏ ra khỏi phòng Chờ mẹ con mình về Mình nghe vậy Thì khăng khăng bảo phải đổi phòng còn nếu khách sạn không còn phòng khác thì đổi luôn khách sạn. Sau này mới biết là vì khách sạn chỉ có một phòng đơn giường hai người nên khách sạn muốn thu tiền phòng đôi bốn người mà hết phòng đôi nên mới phải cho vào cái phòng đó. Câu chuyện thứ hai xảy ra với bạn ấy cách đây hơn 5 năm trước. Bạn kể lại như sau: Khi mình học lên lớp 12, lần đó mình lên Đà Lạt vào mùa mưa cùng với đám bạn. Vì là đêm cuối ở Đà Lạt nên tụi mình ăn nhậu xong thì tách nhau đi chơi riêng. Vì đa số toàn là cặp đôi, chỉ có mình và nhỏ bạn mình là FA nên đi cùng nhau. Tụi mình đi chợ Đà Lạt mua quà cho gia đình rồi về khách sạn. Nghĩ khách sạn cũng cách chợ không xa nên quyết định đi bộ. Lúc đó cũng khoảng hơn 12 giờ đêm khi tụi mình đi đến đoạn công viên bỏ hoang thì đèn đường chớp tắt. Đến gần công viên đó thì đèn đường bị hỏng nên khúc đó tối thui. Mình và bạn mình đều thấy rõ ràng có một bà bán bánh tráng nướng nhưng ngồi cứ cúi mặt nên nhìn không rõ mặt. Xung quanh thì có 5 đứa bé mặc áo hai dây chạy dỡn với nhau. Nhưng cái mình thấy lạ là tại sao giữa trời lạnh mười mấy độ lại còn mưa lất phất thì sao lại mặc đồ như vậy? thế rồi, tụi mình quay lại nhìn bà bán bánh trắng nướng. Lúc này, bà ấy mới ngẩng mặt lên nhìn tụi mình. Mặt bà ấy trắng bệch, cứ như xác chết, nhìn rất là kinh. Hai đứa mình nắm tay nhau mà chạy, không dám nhìn lại. Nhưng mình vô tình gọi tên của bạn mình. Tối hôm đó, mình thì bị ám ảnh khuôn mặt đó nên không ngủ được, còn bạn mình thì bị bóng đè. Đến khi về Sài Gòn, Điện thoại của bạn mình đột nhiên bị hỏng nên bạn mình ném vào hộc tủ. Còn bạn mình thì cứ đến nửa đêm lại cứ nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên. Bạn mình sau này phải lên chùa một thời gian mới hết. Tưởng chừng êm xuôi rồi, thì vào nửa đêm của 3 tháng sau, cái điện thoại hỏng ấy tự nhiên hoạt động trở lại và đổ chuông. Nhưng vấn đề là nó không hề gắn sim vào điện thoại. Lúc đó bạn mình không nghĩ nhiều nên cầm điện thoại lên nghe thì thấy đầu dây bên kia có tiếng xào xạc như tiếng bước đi ở trên lá nó thấy sợ nhớ lại chuyện ở đà lạt nên sáng hôm sau đem điện thoại đó gửi lên trên chùa tiếp tục nội dung ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn facebook tên là quốc minh bạn kể lại như sau Trước đây thì em không tin, nhưng dần dần giống như các thể lực muốn cho em tin là có sự hiện diện. Năm ngoái, em có đi cùng với hai bạn xuống Cần Thơ để đi học. Thuê hai phòng nghỉ trong một khách sạn. Phòng bạn em thì vào ở ngay, không có gì. Còn phòng em thì vào mà không bật đèn được. Xuống kêu thì anh chủ vào sửa mãi không được. Thế là anh ấy đưa em sang một phòng khác ở tầng dưới một căn phòng ở giữa nhà, phía sau là phòng của gia đình chủ khách sạn ở. Bước vào phòng là cảm giác âm u mù mịt rất là khó tả. Đóng cửa phòng lại rồi mà cứ chút xíu là nghe thấy tiếng giống như có người đang gõ cửa. Nhưng cũng trở nan là do có mấy đứa bé nhỏ nó chạy dỡn chơi nên chắc là do tụi nó. Vì đã chạy xe 3 tiếng mới tới Cần Thơ nên rất là mệt nhưng hôm đó vì ham chơi sự kiện game phải thức khuya nên tinh thần cũng rất đuối, rồi sáng lại phải thức sớm để đi học. Gần 12 giờ khuya mới đi ngủ. Phòng khách sạn nên cửa nhà vệ sinh hướng ngay về phía giường mình. Và cái kính hướng thẳng vào giường nên mình cũng sợ sợ, quyết định đóng cửa lại luôn cho an tâm. Thường thì mình ngủ không tắt đèn do thói quen sợ bóng tối. Nhưng hôm đó không biết sao Mình lại tắt đi Ngủ được một giấc Giật mình Cũng vào khoảng 3 giờ sáng Nên thôi đi vệ sinh Và leo lại lên giường đi ngủ Nhưng lần này Mình lại quên không đóng cửa phòng vệ sinh Và thế rồi Điều gì đến cũng phải đến Vừa nằm xuống trượt mắt Mình lại thấy trong nhà vệ sinh lúc này Không đóng cửa Tới lúc nhìn lên gương thì có một bóng đen lướt qua rất nhanh. Trong đầu mình lúc đó liền nghĩ ngay, thôi, khéo chết tới nơi rồi. Thế rồi, vụt một cái, bóng đen đó từ nhà vệ sinh ra giường, đè mình, vừa bóp cổ, vừa che mắt mình lại, tay chân không thể cử động. Mình cố gắng gượng dậy. Mình theo đạo Phật, liền niệm chú Đại Bi cùng với một bài chú. Lúc đó rất sợ nên có niệm sai mình niệm đi niệm lại tận 3 4 lần mà vẫn không thả mình ra. Lúc đó rất sợ nên có niệm sai. Một lát sau, nó cho mình thấy nó các bạn ạ, à, là một cái bóng đen hình người ở trên đầu giường, phía trên tường trồng ngược xuống. Xong rồi nó thả mình ra. Mình bật dậy, vội chạy lại ngay chỗ cái đèn bật lên và thức tới sáng lúc đi học. Sáng đó, mình nhắn với hai đứa bạn đi chung Xong rồi dọn khỏi khách sạn đó luôn Hai người bạn còn nói Cũng thấy không ổn Và cũng tính kêu sáng dọn qua khách sạn khác để ở Mình thì cũng từng ở qua rất nhiều khách sạn Nhưng chưa bao giờ gặp Tình huống như vậy Lần đó giống như cố tình Khiến cho cái đèn phòng không thể bật được Để cho mình phải xuống cái phòng đấy tiếp tục chuyện tâm linh ở khách sạn là câu chuyện của một bạn tiên nhi bạn có kể như sau mình rất thích đi chơi đi du lịch nên đã từng ở qua rất nhiều khách sạn homestay thời còn là sinh viên hay là lúc đi học nghề mình từng ở nhà trọ thuê nhà nguyên căn thuê nhà theo tầng thậm chí mỗi lần lên sài gòn mình hay thuê homestay ở những căn chung cư cũ nhưng chưa từng gặp qua bất kỳ câu chuyện tâm linh nào Dù ở Bến Tre Nhưng chị em mình cứ tầm 2-3 tháng Là lại lên Sài Gòn chơi 2-3 ngày Ăn uống, shopping rồi đi về Đến hẹn lại lên Tầm 3 năm trước Do đem nhiều đồ có giá trị Nên nhà mình không cho ở Homestay. Tây Mà đặt cho mình Một phòng ở một khách sạn khá nổi tiếng Nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 1 Khách sạn này nhà mình đã ở mấy lần Nên cũng khá yên tâm Và út mình đặt cho chị em mình Phòng ở tầng 3 Đến nơi là tầm trưa Khi check in Thì lễ tân báo là tầng 3 phun phòng Giờ còn tầng 5 Là tầng cao nhất Chưa có khách book phòng Tới đây thì mình cũng đặt dấu chấm hỏi Trong khi nhà mình đã búc trước rồi Mà tại sao giờ lại báo hết phòng Nhưng rồi cũng gạt đi Nghĩ thầm Thôi kệ, chắc phòng nào cũng như nhau. Sau đó Lễ Tân dẫn chị em mình lên phòng. Vị trí phòng thì là như này. Thang máy lên, phòng mình nằm bên tay phải. Chỉ có một phòng mình duy nhất nằm ở bên tay phải thôi. Thang máy rồi tới cầu thang bộ nằm ở tay trái. Và hai căn phòng nữa. Có một phòng nằm kế với thang bộ. Và một phòng nằm đối diện với phòng mình. Cũng xin lưu ý là tầng 5 có ba phòng nhưng chỉ có chị em mình thôi. Lý do mình kể rõ vị trí như vậy là để khúc sau mọi người dễ hình dung. Khi bước vào phòng, mình có thắc mắc liền. Tại sao lại đặt bàn trang điểm có gương đối diện với giường? Bởi vì theo phong thủy, thậm chí nhà ở còn không bố trí như vậy. Một phần vì mới lên nên mệt. Thắc mắc vậy rồi chị em mình nằm nghỉ ngơi tới buổi chiều em mình có hẹn với bạn nên nó đi trước còn một mình nằm chán quá nên mình nhắn tin với bồ đang nhắn tin thì nghe thấy tiếng công tắc đèn nó tách một tiếng tối thui cả phòng mình tưởng là cúp điện nhưng nhìn điện thoại màn hình chat vẫn hiện tin nhắn đều đều wifi và đèn nhà tắm vẫn còn y nguyên khúc này mình hơi rén mở phở lát điện thoại lên bật lại công tắc Rồi lật đật nhắn tin kêu em mình về Em mình về mình cũng kể cho nó nghe Xong rồi cũng nghĩ là do trùng hợp Hai chị em thay đồ ăn Rồi cà phê tới tối 11 giờ đêm Hai đứa mình về Mình nằm nói chuyện với bồ một xíu rồi ngủ Trước khi ngủ Có quay qua nhìn em mình Nó đang gọi điện với bạn Mình nằm ngủ không biết được bao lâu thì cảm giác em mình ở bên cạnh nó ngồi dậy mình còn nhớ là lúc đó có hé mắt ra để nhìn thì thấy cái lưng nó với tóc xóa bước xuống giường mở đèn cả phòng sáng choang đi toilet mình nghĩ bụng nghĩ sao chị nó đang ngủ không mở phần lát mà đi toilet lại mở đèn toilet rồi lại mở hết các đèn phòng như vậy mai dậy rồi mình chửi sáng dậy lúc đi ăn sáng ngồi trong taxi mình mới hỏi ủa sao tối qua em không thấy chị ngủ rồi hay sao mà mở đèn sáng trưng mà đi toilet vậy nó ngơ ngác nhìn mình hôm qua chị ngủ em nói chuyện với bạn có một xíu là em tắt điện thoại em ngủ luôn mà ngủ sao chị có xíu thôi rồi xong vậy là mình đã hiểu nguyên ngày đó chị em mình đi chơi mà lòng cứ nghĩ về cái phòng đó hai đứa sợ tới nỗi tính đi cà phê qua đêm rồi mai về trả phòng. Nhưng mà đi tới 1 2 giờ sáng, buồn ngủ chịu hết nổi, nén nỗi sợ trở về phòng. Đêm đó mở đèn cả đêm để ngủ. Tới tầm 6 giờ sáng, đang nửa tỉnh nửa mê thì mình nghe thấy có tiếng mẹ chửi con, chửi nhiều lắm. Tiếng con bé thì khóc rồi nói gì đó. Rõ ràng mình biết là hai mẹ con, biết là mẹ la mắng gì đó đứa con mà không thể nào nghe được nội dung là gì Tiếng thì cứ lanh lảnh, dính chùm, xì xào mà sát ở bên tai Mình mở mắt dậy, cũng không có nghĩ nhiều Nghĩ chắc là nhà hàng xóm kế bên mắng con Mình dậy đi toilet xong trở lại giường nằm Thì lần này, đang thiêu thiêu ngủ Mình nghe thấy trước cửa phòng có tiếng vò bịch ni lông Mọi người cứ hình dung tiếng đó như có ai đó cầm cái túi ni lông mà vo đi vo lại Kêu cứ xào sảo Tới khoảng 20-30 phút Mình cũng bực mình Nhưng nghĩ là tiếng nhân viên dọn dẹp vệ sinh nên thôi Mà chỉ nghe thấy tiếng vò túi ni lông Chứ không hề nghe thấy tiếng gì khác Mọi người dọn dẹp ít ra Còn phải có tiếng quét, tiếng chổi tiếng cây lau nhà Mà đằng này chỉ có mỗi tiếng đụng chạm túi ni lông Sau lúc này đầu nhảy số Cả tầng thì có chị em mình ở hai phòng kia không hề có ai thì dọn dẹp cái gì trong khi bình thường nếu muốn dọn phòng thì phải đợi khách đi không có ở phòng chứ rồi tiếng mẹ mắng con khách sạn thì cách âm phòng mình nằm một mình ở mé phải cách một cái thang máy một cái thang bộ nữa rồi mới tới phòng kế thì dù phòng kế có ai ở đi chăng nữa mình cũng không thể nghe rõ một một tới như vậy hối chi là không có ai ở sau đó mình bật dậy Vén cái màn của cửa sổ Nhìn xem bên cạnh Có nhà hàng xóm nào sát vách không Thì trời ơi Như mình đã nói Mình ở tầng 5 Mấy nhà khác sát vách Chỉ thấp cỡ tầng 1 tầng 2 thôi Mà còn cách tới cả một con hẻm Lúc này sợ lắm rồi Mà em mình còn đang ngủ Cũng không biết nên làm gì Mình nằm bấm điện thoại Thì vừa nằm một chút thôi Bắt đầu nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt cái loại dép mà mọi người thấy ở khách sạn ấy đôi dép xốp màu xanh trắng mình nghe thấy tiếng dép đi từ cửa phòng đi tới toilet rồi đi tới giường mình rồi đứng im tim mình thì muốn ngưng đập quay qua kêu em mình dậy sắp xếp vali check out luôn chứ không có nói nhiều về nhà mình cũng không kể về ai chuyện này dần dà cũng quên đi cho tới hôm nọ nhà mình có đám dỗ ngồi với út nói chuyện qua lại mình kể cho út nghe út gật cù cứ như là biết hết sau đó nói một câu nghe xong mà mình muốn xỉu hôm tụi con đi út nằm mơ thấy hai đứa nằm ngủ trên giường thấy có đứa con nít mặc đầm đỏ nó ngồi giữa hai đứa mà út không dám kể sợ hai đứa sợ nghe xong mình mới nhớ tới cái đứa con nít bị mẹ nó chửi Vậy nên mình tin là mình đã trải qua chuyện tâm linh Dù họ không cho mình thấy mặt Nhưng họ chứng minh cho mình thấy là họ có tồn tại Sau chuyện đó về Giờ đi đâu mình cũng gõ cửa trước khi vào Hên là họ không cho mình thấy Chứ mình mà thấy Chắc xỉu 8 ngày chưa tỉnh Tiếp tục là câu chuyện của một bạn Facebook tên là Thủy Lê. Bạn kể câu chuyện xảy ra cách đây hơn 3 năm. Hai chị em mình ở dưới quê lên Sài Gòn chơi. Vì lên tới khuya quá nên chị em mình mới kiếm khách sạn để ngủ. Có nhà người quen nhưng khuya quá sợ làm phiền người ta. Chị em mình chạy vòng vòng thì không biết sao, lại chọn ngay cái khách sạn trong hẻm. Mình nhớ lúc đó, tiền khách sạn một đêm chỉ có 120 nghìn. Mình còn nhớ rõ tên khách sạn là Kim Dung Hẻm đường đó là ở quận Tân Phú Lúc vào lấy phòng thì chị chủ nói Còn phòng ở trên lầu 3 Mà là lầu cao nhất của khách sạn Đi thang bộ Vì khách sạn bình dân không có thang máy Vừa bước lên lầu 3 Mình đã thấy có hơi lạnh lạnh Kế cầu thang là máy giặt khăn của khách sạn Tại mình thấy có khăn để ngăn nắp ở kế bên Ngang phòng mình là phòng gì đó mà mình không biết nhưng có khóa ổ khóa ở ngoài. Phòng đằng xa xa thì đóng cửa. Mình nghĩ chắc là có khách, tại chị chủ nói chỉ còn có một phòng ở trên này thôi. Ngoài kia thì là cửa ra sân thượng, nhưng mình thấy có phơi khăn quá trời. Chuyện bắt đầu là mình vừa mở cửa phòng thấy quạt vẫn đang mở. Nhưng khăn giường thì rất là ngăn nắp. Mình nghĩ chắc là có người lên dọn phòng mà quên tắt quạt. Mình thì nằm bấm điện thoại, đợi em mình đi toilet. Thì mình nghe thấy có tiếng. Đúng ba cái, ngang ở phòng mình. Tại phòng đằng xa xa thì mình không nghe rõ như vậy đâu. Mình nghĩ chắc là ở phòng bên. Thì lúc đó em mình vừa từ toilet ra. Mình vào thay đồ đi ngủ. Lúc đó thì cũng gần 2 giờ sáng rồi hai chị em nằm nói chuyện chuẩn bị ngủ. Bỗng nhiên trong toilet có tiếng nước chảy. Lúc đó em mình thì nó sợ lắm. Mình nói chắc là mình quên tắt nước. Vừa nói vừa đứng dậy vào toilet để tắt nước thì ở ngoài này nghe rõ có tiếng gõ cửa phòng mình. Mình nói chắc là chị chủ kêu. Ra mở cửa nhưng không thấy có ai. Lúc đó Hai chị em mình là sợ lắm rồi Mở đèn sáng mà thức Chứ không ngủ được Khoảng 10 phút sau Lại nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng mình Trời ơi Lúc đó là không còn nghĩ ngợi gì nữa Chắc chắn 100% luôn Hai chị em lấy hết căn đạp đi xuống Sợ không dám xuống chào phòng luôn Vừa ra khỏi cửa Tới cầu thang Thì thấy khăn mặt khăn thắm của khách sạn Quang Tử Tung Lúc nãy thì còn đang ngăn nắp Giờ thì mình đã hiểu Em mình thì vừa đi vừa khóc Xuống tới nơi Hỏi chị chủ là bà có lên trên đó hay không Thì bà ấy nói là không có ai ở trên đó Bà còn nói thêm là không có khách nào trên đó ngoài mình luôn Lúc này mình kêu coi lại camera thì bà ấy nói Thôi hai em ngủ phòng 101 đi có nghĩa là lầu 1 còn phòng Mà bà ấy lại để cho mình lên lầu 3 mới sợ Giận hết sức Nên cả hai đứa bỏ đi không nói lời nào Lúc đó Hai chị em vừa đi vừa khóc Mà quên lấy cả giấy chứng minh thư nhân dân Như vậy là có thể hiểu Mình sợ tới cỡ nào Hai đứa về nhà người thân kêu cửa Đúng lúc 2 giờ 30 phút Mình cũng xin thông tin thêm Đấy là Mình nhớ hẻm vào có một quán lẩu dê mà mình không nhớ rõ tên Gần ngã tư Tân Sơn Nhì Hướng ngã tư Tân Sơn Nhì vào đường gò dầu Hẻm nằm ở bên trái Nhân tiện câu chuyện vừa rồi diễn ra ở Sài Gòn Thì mình cũng kể tiếp một câu chuyện Ở Vũng Tàu Của một bạn Facebook tên là Tờ Sương đây là câu chuyện mà bạn ấy đã trực tiếp trải qua. Hôm đó, gia đình mình có ba người anh. Vợ chồng anh chị mình, hai đứa cháu gái con anh chị, hai vợ chồng mình và con mình 2 tuổi. Hai cháu con anh chị mình thì là con gái, đứa lớn 19 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi. Đi xe đến Vũng Tàu thì gia đình mình tự tìm khách sạn. Mới đầu là định vào khách sạn tạm gọi là khách sạn A. Nhưng mọi người muốn tìm thêm khách sạn có hai phòng vì có khá nhiều người. Khách sạn A lúc đó thì chỉ còn đúng một phòng bốn giường. Tìm một lúc mà không còn khách sạn nào nên là quay lại thuê khách sạn A đó. Vào phòng thì lúc đó cũng là 11 giờ đêm. Mấy anh đi cùng thì đang bầy nhau nhộn nhẹn Có con nhỏ nên vợ mình dù con ngủ sớm. Giờ mình nằm là sát vách, dưới chân mình là cửa phòng. Chồng mình thì nằm sát tường. Tới con mình rồi mới tới mình. Sau đó là cháu gái nhỏ, cháu gái lớn. Lúc mình ru con, con mình thì đã ngủ rồi. Mình cũng mệt, định ngủ luôn thì lúc đó tự nhiên mình thấy tê tái cả người, kiểu như bị đè. Bình thường mình cũng hay bị nên mới đầu dáng niệm Phật Lúc đó là mình còn tỉnh táo, chứ chưa hề đi ngủ. Mình còn nghe thấy mấy anh trong phòng nói chuyện. Dáng nhướng mắt lên, thấy cái đứa cháu lớn ngồi bấm điện thoại ở ghế dưới đối diện với chỗ mình nằm, mà mình thì lại không nhúc nhích được, không dậy được. Nằm niệm Phật một chút, dáng trở mình qua nhướng mắt thì thấy có một cái cánh tay đen đè lên trên vai của mình. Mình không nằm ngửa ra được. Lúc bị đè là đang nằm nghiêng qua chỗ con Chỉ thấy cái cánh tay thôi Mà không có thấy ai hết Mình thì sợ lắm rồi Cỡ đầu năm 10 phút Dáng hết sức xoay người Thì mình tỉnh được Nằm ngửa xong là lạnh cả người Mà lúc đó Mọi người trong phòng vẫn còn đang thức Cỡ khoảng 2-3 giờ sáng Chồng mình thì mới tắt bớt đèn để cho bé đi ngủ Vì đông người nên chồng mình mở hé cửa cho gió vào mát cho bé dễ ngủ máy lạnh thì không đủ lạnh mình nằm ngủ lại đang mơ màng tự nhiên thấy có người đứng ở cửa một người thanh niên mặc áo ba lỗ trắng đứng ở cửa tại cửa mở mà mở có một khoảng cho gió vào chứ không có mở hết mình thấy rõ ràng cái người đó đứng ở ngay chỗ đó nhìn vào người này mặc quần tây ở chỗ ngay cửa giường mình. Người thanh niên đó cứ nhìn vô chỗ cháu lớn đang bấm điện thoại. Xong tự dưng thỏ tay khều chân mình. Đứng ngoài cửa mà lại thỏ tay vô khều chân mình. Xong rồi nói với mình. Sao không kêu nó ngủ đi? Kêu nó ngủ đi. Bấm điện thoại quài vậy. Đi chơi mà buồn vậy. Mà nó cứ hỏi hai ba lần luôn. Cứ kêu mình là kêu nhỏ đó ngủ đi. Thật sự lúc đó nó vẫn đang bấm điện thoại, xong tự dưng mình như nằm mơ, mình thấy mình ngồi dậy, đi lại kêu chó mình. Ngọc ơi, ngủ đi con. Xong rồi nó không trả lời mình, nó đứng dậy đi vào toilet. Mình đứng đợi. Xong rồi nó đi ra, nó mặc cái đầm trắng mà tự nhiên thấy nó cứ nhỏ xíu. Nó lại ngồi vào cái ghế của nó. Mình kêu lần nữa Ngọc ơi đi ngủ đi con Thì nó im du Sau rồi Mình thấy Nó nhỏ như em bé Thì mình mới hỏi Có phải là Ngọc không? Có phải con không? Thì con bé đó mới ngước lên cười nói Con Ngọc nè Mà ai chứ không phải là cháu mình Một bé nào đó lạ hoắc Cỡ 5-6 tuổi Xong rồi mình sợ quá Chạy lại chỗ cái giường trong khi đứa bé kia ngồi ghế nó cứ cười tất nhiên lúc này là mình đang mơ mình thấy mình gặp hai người đó mình giật mình dậy luôn thấy đứa cháu ngồi bấm điện thoại mà chưa ngủ mình không dám kêu nó đi ngủ luôn sau đó lại nằm xuống thức thì mệt mỏi quá mà lại còn đi đường xa nữa lim dim được một lát thì thấy người thanh niên hồi nãy vẫn đang đứng ở chỗ cửa Tay thì để lên vai của bé mặc đầm. Hai người đứng ở chỗ khoảng cờ mở, nhìn vào bên trong. Mà lúc này hai người đó ướt nhẹp, ướt từ tóc tai quần áo. Thò tay đóng cửa khóa lại luôn. Mình sợ thức tới sáng. Xong rồi, 5 giờ sáng cái đưa cháu lớn nó dậy, nó mới hỏi kể cho nó nghe lúc mình mơ, mình kêu nó mà nó im bỏ đi toilet. Thì lúc đó nó mới nói là thật sự nó có đi toilet mình cảm thấy rõ là ám ảnh. Trước khi kết thúc chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một bạn tên là Triệu Dũng kể về lần gặp ma trong khách sạn ở Hà Nội. Một ngày đẹp trời tháng 10 năm 2017, khi mình đang chạy xe tải ở bên ga yên viên Thì mình nhận được điện thoại từ anh họ mình Bảo là Mày nghỉ chạy xe đi Về làm quản lý khách sạn cho anh Cũng đang chán chạy xe Nên mình ok nhận lời luôn Thế là hai vợ chồng mình thu xếp Nghỉ lái xe Về làm khách sạn Đó là một khách sạn 11 tầng Nằm trên con phố Trần Duy Hưng Mình xin phép không nói tên và địa chỉ Vì chủ người ta kinh doanh nói ra sợ ảnh hưởng tới người ta làm ăn. Khi mình sang làm thủ tục bàn giao với lễ tân cũ thì tuyệt nhiên không ai giá vào trong mà chỉ bàn giao mọi thứ ở khách sạn bên ngoài. Anh mình là chủ hai khách sạn gần nhau, một cái 7 tầng, một cái 11 tầng. Cảm nhận đầu tiên khi mình bước vào khách sạn đó là lạnh lẽo và âm u. Hai vợ chồng mình dọn vào thì ở căn phòng lửng giữa tầng 1 và 2 để tiện công việc. Điều mình cảm thấy khó hiểu Là sao không có nhân viên dọn dẹp ngủ lại Thì được trả lời Là người cũ mới nghỉ Chưa tìm được người mới Sau này thì mình mới biết Hai nhân viên nữ Chuyên dọn dẹp ca sáng ca tối Vì quá sợ Ngủ ở trên tầng 11 bị trêu Nên đã nghỉ mà bỏ cả nửa tháng lương Thế là chỉ có mỗi hai vợ chồng mình 24 trên 7 ở khách sạn Chính xác hơn là có mỗi mình mình vì vợ cứ sau 9 giờ tối là ngủ Còn kệ mình ở dưới lễ tân Và đi xét tắp các phòng Đón khách rồi Khách trả phòng Nhận phòng đều chỉ có mỗi mình Có rất nhiều chuyện vô lý Xảy ra Mình sẽ kể cho các bạn nghe Chuyện kinh hoàng nhất mà mình đã trải qua Sau khi vào làm được hơn một tháng Thì đêm đó Gần 2 giờ sáng Mình có nhận được điện thoại từ anh mình Là dọn dẹp và set up đồ đạc tầng 6 tầng 7 để đón mấy người khách Hàn Quốc đang từ sân bay về. Thế là mình chạy luôn lên dọn và không cầm điện thoại. Khi đang dọn ở tầng 6 thì mình nghe thấy có tiếng rầm rầm phát ra từ tầng 7, như là có ai đó đang bê cái giường và cái bàn rồi ném xuống đất. Mà trong khi đó, từ tầng 6 lên tầng 11, hôm đó không hề có ai thuê phòng. Mình thật sự bị hoảng vì khách sạn của mình cao nhất xung quanh chỉ toàn là nhà 3 hoặc 4 tầng Thì không thể nào có chuyện từ nhà bên cạnh chuyển sang được Gần đó cũng không có công trường để mà mình có thể nghe nhầm Mà hai giờ sáng làm gì có ai làm chuyện đập phá kiểu đấy Mình đã chạy bộ một mạch xuống phòng của vợ chồng mình Trách lại camera Thì tuyệt nhiên không có ai di chuyển từ tầng 3 tầng 4 lên trên để chiêu mình và từ lúc đó, mình tin là ở đây có những điều ma mị Sau đó Khách về Mình dẫn khách lên thì không có điều gì xảy ra Tới sáng hôm sau Khi khách ở tầng 4 trả phòng Mình có hỏi là đêm qua Anh chị có nghe thấy tiếng động gì không Thì khách nói Không nghe thấy gì Rất là yên tĩnh Càng làm cho mình chắc chắn Đã bị ma trêu Ba hôm sau lúc 10 giờ tối Có một khách nữ tới thuê phòng đợi bạn ấy tới thì mình đã sắp xếp cho khách lên tầng 7 rồi đi xuống. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đến hơn 1 giờ sáng. Mình cố dậy đi kiếm ăn đêm vì mình ngủ sau quầy lễ tân. Mình có liếc camera các thứ thì giật mình thấy khách nữ kia đang đứng ở cửa phòng tầng 7 và nói chuyện với ai đó trong phòng. Mình nghĩ bụng làm sao mà bạn lại lên phòng mà không bảo mình để mình ghi thông tin khách. Thế là mình bấm thang máy lên tầng 7 Để lấy thông tin của khách Lên tới nơi Thì không thấy có ai ngoài cửa Mình gõ cửa phòng tới 3 lần Khách mới ra mở Và trông có vẻ uể oải. Mình có bảo Sao bạn chị đến không bảo em Để em ghi thông tin Thì khách mới bảo Bạn nào Có mỗi mình chị ấy Anh ấy thì chưa có đến Mình mới bảo Em vừa thấy chị đứng ở cửa Nói chuyện với ai trong phòng cơ mà Khách cứ nhìn mình trợn tròn mắt Kiểu như mình đang đùa Sau đó Mình có mở lại camera trên điện thoại cho xem Thì khách chỉ ngơ ngác nhìn Mà không hiểu chuyện gì xảy ra Khách bảo Chị nằm ngủ trong phòng Và không hề có tí ký ức nào Về việc đứng ở cửa phòng nói chuyện cả Và rồi Khách dọn đồ trả phòng ngay trong đêm Sau chuyện đó Mình càng tin hơn về việc tầng 7 có 3 Mình làm ở đó từ năm 2017 cho đến năm 2019 thì nghỉ. Có bạn hỏi biết chuyện mà tại sao lại làm lâu thế? Thì khi đó có thêm người và mình làm quản lý nên không phải đi sắp phòng. Sau này thì mình lại chuyển về nghề lái xe nên không làm ở đó nữa. Câu chuyện này cũng đã kết thúc tập nhân chứng sống ngày hôm nay. Nếu các bạn đã từng trải qua tình huống tương tự Hãy chia sẻ trong phần bình luận hoặc là trong nhóm Facebook mà mình đã lập. Link nhóm thì mình để ở trong phần comment. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ MC. Xin cảm ơn và hẹn các bạn trong tập tiếp theo của Nhân chứng sống.